Con à hay sao? Con phá không cho anh mình học bài, con lấy cho cô Bi một miếng bánh nào. Cảm ơn anh Bình đi con. Rồi anh Bình ăn đi. Mẹ ăn của mẹ. Thôi con ăn đi, mẹ nhường con á. Anh Bình lớn lắm, Bình dễ thương quá nha. Biết chia sẻ cho em á. Anh đi ăn giỏi nha. Mẹ đi mua mì tôm với lại một ít sữa. Hôm nay trời gió chuẩn bị mưa bão nên là mẹ mua mì tôm để phòng khi cấp điện. Bi ngồi xuống đây ăn với anh mình với em là không? Bi ăn đổ đầy hết à. Tí nữa mẹ phải quét cái này đi nè. Bi ăn thêm mà đổ nữa không? Nè, Bi cầm thế này. Đó, Bi mẹ cầm ra. Ngon không? Ăn mình bánh này mình cho ngon không? Ngon quý. Mon ơi, con đừng có giận anh Bình nha. Đừng buồn anh Bình nha. Anh Bình học bài đấy. Bi anh Bình định bánh cho con rồi đó. Nha.